Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sáng tác đều tay và có chất lượng ở Quảng Nam. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Phan Văn Minh hiện có hơn 100 bài hát viết cho thiếu nhi và người lớn. Trong số đó, nhiều ca khúc đoạt giải cao tại các cuộc vận động sáng tác ca khúc của Trung ương và địa phương. Mới đây nhất là các giải thưởng ca khúc viết về lực lượng Hải quân Việt Nam với bài hát Tình ca lính đảo, viết về Hội An với ca khúc đoạt giải B. Không có giải nhất, bài hát Huyền thoại đêm phố cổ. Nhiều năm qua, nhạc sĩ Phan Văn Minh đã cho ra đời nhiều CD audio âm nhạc riêng của mình và một DVD đầu tiên với tên gọi rất ấn tượng, Đôi mắt sông Hoài. Như một sợi tơ mềm mại, uốn mình ôm lấy phố Hội An trầm mặc, dòng sông Hoài từ bao đời nay luôn là biểu tượng đẹp của Hội An, để lại bao luyến lưu cho du khách phương xa mỗi lần có dịp thả những mái chèo và hoa đăng trong miên man sóng nước. Sông Hoài đã đi vào thơ ca, nhạc họa, mỹ thuật và hội họa với biết bao ấn tượng cùng những khoảnh khắc đẹp xao xuyến lòng người. Sông Hoài đã lặng lẽ dệt vào tâm hồn nhạc sĩ Phan Văn Minh cũng như nhiều nhạc sĩ từng đặt chân đến đây, những cảm xúc rất khó tả, một dấu ấn như là huyền thoại với sườn dằn bờ bóng chùa cầu để con sông chảy giang sầu tương tư. Và Phan Văn Minh đã cho ra đời những ca khúc về phố, về dòng sông này, trong đó có Đôi mắt sông Hoài. Nổi tiếng với ca khúc thiếu nhi Cả nhà thương nhau từ những năm 80 của thế kỷ trước, khoảng 10 năm trở lại đây, nhạc sĩ Phan Văn Minh đã gây dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng yêu âm nhạc bằng nhiều giải thưởng tại các sân chơi trong nước, khu vực và trong tỉnh. Hẳn còn nhớ khúc Trầm Hương Giao Thừa, ca khúc để lại nhiều dấu ấn vào mỗi dịp Tết đến xuân về, như thôi thúc những đứa con đi xa quay về với mái ấm quê nhà trong hương trầm bản lãng ngày cuối năm. Cho ra đời các ấn phẩm âm nhạc bằng CD audio thì khá nhiều, nhưng với DVD thì chỉ có Đôi mắt sông Hoài, lần đầu tiên nhạc sĩ Phan Văn Minh ra mắt công chúng cách đây vài năm, gồm một số ca khúc anh đã sáng tác từ trước lẫn những ca khúc mới vừa hoàn thành. Đó là Tình khúc Thu Bồn, thơ Phùng Tấn Đông 1999, Đôi mắt sông Hoài 2001, Người quản gián nâu 2005, Em gái sông Tiên 2014, hay Gọi em là Triều Phú Ninh 2015. Chọn Đôi mắt sông Hoài làm tên gọi cho DVD ca nhạc lần này, nhạc sĩ Phan Văn Minh muốn thể hiện được nét lãng mạn, trữ tình và sự phong phú trong chất liệu âm nhạc. Bản thân ca khúc Đôi mắt sông Hoài được viết bởi sự hòa trộn giữa âm nhạc dân gian, Chăm, Việt và Nhật. Chọn cái Đôi mắt sông Hoài là cái tiêu đề của bài hát, làm cho cái tiêu đề, làm thành cái tiêu đề chung của cả cái DVD album này, thì tôi muốn nói rằng là cái đất Quảng Nam này nó cũng có những cái khúc thăng trầm và nay cái vận hậu của nó cũng đang mở rộng về phía phía trước. Tôi muốn qua cái tập này để tôi gửi gắm một cái niềm là ngưỡng mộ cái vùng đất là nhiều cái bản sắc của Quảng Nam, nhưng đồng thời cũng gợi lên một cái niềm hy vọng về cái phía tương lai. Như thế cho nên là chọn cái 15 bài này vào thành album để dâng tặng cho cái đất Quảng chúng ta trong cái thời kỳ, trong cái giai đoạn vừa qua. Thank you.
Vời em là người thiếu phù đứng chờ bên bờ sông Hoài. Ngàn năm rồi mà mắt em còn vương thương nhớ ai. Vời em là hồn áp xa ra ngủ quên bên tháp nâu. Vời em là một gây xa ngồi mơ những đóa anh đã. Có thể nói rằng 15 ca khúc trong DVD Đôi Mắt Sông Hoài là 15 bức tranh đẹp về những miền quê xứ Quảng được vẽ bằng âm nhạc. Lâu nay, các nhạc sĩ khi sáng tác về những địa phương ở Quảng Nam thường hay mắc phải lối mòn liệt kê tên gọi địa danh quen thuộc. Chính điều này đã ít nhiều khiến ca khúc rơi vào nhàm chán, không động lại trong lòng người nghe cái tinh túy của âm nhạc lẫn cái hồn vía bóng dáng của từng vùng đất mà mình muốn thể hiện. Chuyện này ai cũng hiểu, nhưng để thoát ly ra khỏi lối mòn ấy bằng một cách viết khác thì không hề dễ dàng. Ở ấn phẩm âm nhạc mới nhất này của Phan Văn Minh, tên gọi các địa phương vẫn được nhắc tới, thậm chí được dùng làm phần tiết đề ca khúc. Nhưng việc kể lể rề rà từ làng này qua làng nọ, từ thắng cảnh cho đến di tích lịch sử tiêu biểu, không hề hoặc rất hiếm xuất hiện trong nội dung bài hát. Thay vào đó, nhạc sĩ Phan Văn Minh đã hướng tình cảm, mỹ cảm của người nghe theo cách riêng của anh. Đó là việc gợi chuyện, dẫn dắt ý tứ muốn thể hiện qua từng nhân vật trữ tình, qua ẩn dụ của ngôn từ và qua việc khai thác một cách có hiệu quả chất liệu âm nhạc dân gian từng vùng đất. Ta có thể thấy rõ điều này trong nhiều ca khúc ở DVD Đôi Mắt Sông Hoài, như Núi Thành Mở Cửa Mùa Xuân là câu chuyện xuân rạo rực, không chỉ ở lòng người khi mùa xuân đến, mà còn là câu chuyện mở ra chân trời phía biển trên tầng không bao la của cánh bay chu lai. Mở cửa đi em, ánh hồng đang lên trên biển rạng. Mở cửa em nghe, bóng thời gian đi trên núi thành. Từ bầu trời chu lai, rạo rực niềm mê say. Ca khúc đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác về núi thành. Trong nhịp mây reo đang chim về hót trên đất lành mở cửa mùa xuân. Theo cái quan điểm âm nhạc của tôi, đây là của cá nhân tôi thôi, thì viết sáng tác một cái ca khúc về một cái vùng đất nào đó thì phải làm cho bật dậy được cái tâm thức truyền đời của nhiều thế hệ. Cái tâm thức đã lặn sâu vào trong cái ký ức của các thế hệ đã trải qua về cái phong cảnh, về cái tập tục văn hóa, về cái khi tính chất của con người, của cư dân nơi đó. Cho nên không nhất thiết phải là phải giới thiệu cho nhiều địa danh, hết xã này, dòng sông kia, ngọn núi nọ. Không nhất thiết phải kể cho nhiều sản vật của địa phương, mà nếu có thì tôi nghĩ rằng là nó phải là gợi lên một cái điều gì đó.
về cái miền đất đó. Tức là phía sau những cái địa danh và sản vật đó là cái gì, chứ không phải chỉ để liệt kê không. DVD Đôi Mắt Sông Hoài, ngoài những ca khúc đã ghi dấu ấn như Tình Khúc Thu Buồn, Người Quảng Giáng Nâu hay những ca khúc nêu ở trên, còn có một bức tranh đại ngàn đầy màu sắc và đậm chất liệu. Đó là những nhịp điệu Tây Giang, Babok với Alemia, Ngọc Linh Mùa Xuân, Tiếng Gọi Đại Ngàn hay Rừng Gọi A Sơn Dung. Đây có thể xem là những bài hát khá thành công của nhạc sĩ Phan Văn Minh về đề tài miền núi. Sự thành công này không chỉ thể hiện ở việc nhạc sĩ đã vận dụng đầy sáng tạo chất liệu âm nhạc truyền thống của đồng bào, cũng như về giai điệu, tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, hừng hực men của rừng, của tình người miền núi, mà còn ở sự đón nhận của chủ nhân các bản làng. Và cũng chính những bài hát này đã góp phần làm cho DVD Đôi Mắt Sông Hoài của nhạc sĩ Phan Văn Minh trở nên đầy đặn về mặt đề tài và nặng thêm về mặt giá trị nghệ thuật. Em, A Sơn Dung ơi, dậy đi thôi, lũ chim núi đang gọi. Ngôi trường em xinh xinh bên sườn đồi, mái họng khôn em lên trên đầu nguồn. Trong rừng cây giữ lấy dòng suối trong, lấy công tơ nắng làng em đó mùa cháp lấy ma nào. Nhà làng vui rộn tiếng chiêng công vang, mẹ dạy em những câu hát ngọt ngào. Ngày được mùa lại nhớ ơn rừng sâu. Ê, rừng gọi em này Sơn Dung ơi, mãi lớn lên em càng yêu quê mình, như loài hoa thơm yêu đớn lành, như người bơ non yêu rừng. Rừng gọi em Sơn Dung ơi.